ngày 28 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Làng Chăm Đa Phước tổ chức lễ ra mắt công ty và khai trương mô hình chợ quê Làng Chăm Đa Phước. Ông Lê Trung Hiếu, giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang. Ông Phùng Minh Tân, phó bí thư thường trực huyện Quỷ Á Phú, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Quỹ Ban Nhân dân, Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quyện và các sở trấn trong quyền. Đại diện ban giáo cả các thánh đường, hội giáo dân tộc Trăm trong tỉnh đến dự về phía công ty có ông Abdul Alim, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ làng châm Đa Phước, cùng với các thành viên trong ban giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên của công ty đến dự. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch làng châm Đa Phước được thành lập vào ngày 22 tháng 9 năm 2023, có trụ sở tại số 6093, khóm Hà Bao 2, thị trấn Đa Phước, huyện Á Phú, tỉnh An Giang với mục đích nhằm kết nối, thúc đẩy quảng bá, giới thiệu về bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào dân tộc Cham Islam An Giang đến với du khách An Giang và du khách trong và ngoài nước. Theo ông Abdul Alim, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ làng Cham Đa Phước cho biết, là một người con của làng Cham An Giang nói chung và thị trấn Đa Phước nói riêng, muốn công hiến một phần công sức của mình để xây dựng quê hương ngày càng phát triển đặc biệt thông qua các hoạt động nhằm duy trì, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm. Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Trung Hiếu, giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ làng Chăm Đa Phước được thành lập sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch gắn với mô hình làng bè đa sắc màu tại ngã ba sông Châu Đốc. Gắn với các du lịch của quyền, thị, thành phố trong tỉnh, qua đó quảng bá hình ảnh đất và người An Giang, trong đó có bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Giam đến du khách gần xa. Dịp này, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch làng Châm Đa Phước cũng đã khai trương mô hình chợ quê làng Châm Đa Phước thuộc khu sinh thái Ao Hari với diện tích tổng thể khu vườn trên 40.000 m2. Phiên chợ với 60 gian hàng ẩm thực với các món truyền thống của đồng bào dân tộc Châm như cà ri bò, tung lò mò, bánh thay ca gá, bánh say gia, cơm truyền thống, cùng với rất nhiều món ăn vặt và nước giải khát. Bên cạnh đó, mô hình còn có nhiều động vui chơi, giải trí để du khách tham quan và trải nghiệm như bơi thuyền, ca múa nhạc trên đảo cá chép, check-in buồn cưới cô dâu, phục dựng lễ cưới người chăm, thể hiện bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc.